cái chữ Hutina này, cái hiệu của nhà của tập đoàn Hutina này, không bao giờ bà giải được nha anh em. Đấy. Nhìn tổng quan bên ngoài từ máy ha, thứ nhất là nhìn trên đỉnh trước là Hutina, cái hiệu Hutina là không bao giờ là giải được, và tem, tem nó phải liền lạc, đấy, không có nhem nhuốc ha. Đấy. Anh em ơi, nhìn sang. Chào anh em ha. Đây là cách phân biệt con máy hưu ha. Hàng cũng mới về mấy cây thôi anh em. Về 5 cây rồi anh em. Hôm nay thì con Thái sẽ hướng dẫn cho anh em, chia sẻ cho anh em ha. Đấy, thì đặc biệt cái con thùng mình nhận về thì nó như đây anh chị như thế này anh em ha. Đây anh em ha, đây là thông số của cái cần này. Seri, số seri của cần này anh em. Cái này thì mình chưa khui ra. Còn cái này là số seri của máy nè anh em ha. Thì cái này trong thùng mình chưa khui ra. Cái này, cái bộ này là mình khui ra rồi anh em ha. Ví dụ như mình nhận về thì mình để hai mấy cái thông số như thế này trước mắt anh em ha. Nên phải có cái tem phụ của hưu nè, cái tem số seri của hưu nè ha anh em ha. Còn những cái thông số mà mình xác định con máy á thì tí nữa quan thấy sẽ quay rõ hơn. Bây giờ là mình nhận về thì một cái con máy bên ngoài là cái thùng trước anh em ha. Đấy thì Hutina này ha, ví dụ Hutina 541 này ha, một đơn vị này 7.3 này, sản xuất nhà máy tại tại Gine này. Đây là cái bộ nó là hai hộp ha. Đây 1/2 này là cái hộp máy này anh em thấy không. Đây là số seri anh em ha, 2022331 6558 anh em ha. Đấy thì đặc biệt cái thùng mình á, về mình nhận máy ra con máy thì đây, đây số seri máy đây ha anh em thấy không. Đấy, đấy là mình nhận, mình nhìn từ bên ngoài anh em ha. Còn đây là cần ha, cần thì cái thùng này quan thấy không, khui ra đây thì cái đây là số seri của cần anh em ha. 2022282020824 thì đây số seri này 2022282020824 ha. Hutina Sweden ha, thì điển ha. Đấy, thì hàng chính hãng là nó như vậy đó anh em. Anh em mình nhận cái khi nhận hàng ấy thì mình nhìn từ cái thùng trước ha. Tí nữa sẽ quan sát, sẽ quay cái máy chi tiết hơn cho anh em xem. Đây là hàng Hutina chính hãng ha. Nếu mà anh em mình cứ dựa trên những cái sự logic trên á thì không bây giờ mua trúng hàng nhái đâu anh em ha. Và anh em mình mua thì lưu ý lựa những cửa hàng uy tín, những cửa hàng mà bán nhiều hàng trên mạng rồi á thì họ sẽ không bao giờ bán hàng tào lao cho anh em đâu. Đấy, đây thì cần của mình ha, thì hai cái thông số đó là bên ngoài. Rồi, để quan sát đỡ mấy vấn đề chi tiết hơn cho anh em. Làm nhìn từ cái mặt chập chật ha thì nó không có chạy lực nha anh em. Đấy, ốc hoa thị nè, ốc hoa thị hết ha. Đấy, bình xăng 0.95 lít, đây là cái lỗ bô ha. Đấy, đây là mình nhìn từ cái mặt chập chật anh em ha, nhất định là không có chạy lực nha anh em. Đấy, làm nhìn tổng quan này, nhìn trên đỉnh này, cái chữ Hutina này, cái hiệu của nhà của tập đoàn Hutina này, không bao giờ bà giải được nha anh em. Đấy. Nhìn tổng quan bên ngoài từ máy ha, thứ nhất là mình nhìn trên đỉnh trước là Hutina, cái hiệu Hutina là không bao giờ là giải được, và tem, tem nó phải liền lạc, đấy, không có nhem nhuốc ha. Đấy. Anh em ơi, nhìn sang, buri NGK đầu đúc nha anh em, buri của Nhật ha, anh em ha, rồi. Mở ra lọc gió anh em. Hàng hãng là nhìn cái nước sơn nó anh em, nó sắc lắm anh em, nó nét cho nó không có nhầm nhút này. Lọc gió này, một miếng mút ở trong đây nha anh em.
hút này nè, với cái này là một nguyên lý ha. Còn đây là số seri này quan thấy nó rồi cho anh em ha, số seri phải trùng với cái thùng nha anh em. Đấy rồi mâm con này anh em, mâm điện là Agenda anh em ha, thấy không, mình thấy ở đây mâm điện Agenda ha, con sắt ha, mâm điện Agenda ha. Đấy xây bô này anh em, bô ha, bình xăng, cái đế nó bằng cái đế bảo vệ bình xăng anh em, nó bằng kim loại, sơn nhìn nó rất là nét anh em ha, mình không có nhem nhuốc hàng nhái thì nó mình không có, nhìn biết liền anh em, nhìn biết liền. Rồi anh em dựa trên những cái này, đây anh em chế quanh bờ rồ qua kép IKEA đây anh em ha, anh em thấy không? Chế bình xăng con này quanh bờ rồ qua kép IKEA này anh em ha, chế này của Nhật anh em. Thì anh em mình á mà muốn kiểm tra logic cho nó là đúng là hàng chính hãng thì anh em dựa vào những cái kinh nghiệm trên mà Quang Thái đã chia sẻ cho anh em á, thì anh em biết ngay hàng này, nếu mà ai của tín đồ Hune thì clip này chính là clip của anh em ấy. Anh em mình mà tín đồ của Hune thì clip này chính là của anh em, bởi vì mình phân biệt được hàng chính hãng, hàng nhái, để mình mua một con máy như mình dùng cho nó có độ bền ha. Hàng này thì nếu như mình dùng nhớt đồ bài bản anh em thì 4-5 năm thì không có đụng tới cái phần cơ, cái phần trong của máy đó anh em, xài rất là ok. Hàng này thì những bác mà những anh em mình dùng lâu năm rồi á, thì đây chính là fan của anh em mình đấy. Anh em dùng á, ổ giật là anh em dùng cho nó bền á, là khi mà khởi động á là bơm xăng ha, đóng y ha anh em ha, là anh em giật này, anh em lưới này, đó mình kéo lên một xíu nè, cho chó nó ra này, cho chó nó ra xong mình giật nhẹ lên còn một gang tay là nổ thôi anh em, chứ mình đừng ở dưới đây mà mình giật lên nha anh em, thì khi đó chó nó bung ra mạnh quá thì nó có thể bở cái chó bát nhựa anh em, chứ anh em mình kéo lên tới cái tầm đây này ha, giật lên ở tầm cỡ gang hơn gang tay nữa là nổ thôi anh em, nhẹ giật nhẹ. Rồi anh em mình giật á, khi mình giật á, một là mình cái tay mình tì lên cái này, hai là cái chân mình tì lên cái cần anh em ha, chứ anh em mình mà đi lên cái anh em nhiều anh em mình đi lên cái chỗ gần này anh em, thì mình đi về mình giật á thì quá trình lâu ngày thì nó lỏng ha anh em, nó lỏng cái phím ha, cái cổ xăng này thì nó sẽ nó không tốt và nó có thể hở gió thì nó không có tốt cho máy nha anh em. Anh em mình giật là đè trên đây hoặc là mình dậm lên cái cần là hợp lý nhất anh em ha. Thì hàng về cũng mới mấy cây thôi anh em, có 5 cây qua Thái bán hôm qua được 2 cây rồi, còn 3 cây thôi anh em. Giờ chiều hôm qua thì hàng nó cũng khô nè, thì thị trường ăn rất mạnh nên khách cái nhu cầu người dùng mạnh nên hàng nó dưới hơn nữa. Nhà máy sản xuất ra đợt này là sản xuất ra số lượng ít hết sao anh em, hàng không có đủ cung ứng nha anh em, cái nguồn cung thì ít nhưng mà cái nhu cầu dùng nó thì nhu cầu dùng thì nó nhiều, thì Quang Thái báo giá cho anh em luôn ha, là 6.2 bao vận chuyển anh em ha, tặng cho anh em một cái bát cước với một cái cước về dùng ha. Đấy Quang Thái báo giá cho anh em là Hune 51 RS á, hàng chính hãng 100% là 6.2 bao vận chuyển, tặng cho anh em mình một cái bát cước như một cái cước dùng ha. Đây phụ kiện kèm theo thì nó có dao này anh em, Hune anh em ha, thì Quang Thái cũng có mới khui ra đây, dao Hune đây ha, nó có ký hiệu hút Hune đây ha anh em ha, mát là 9.000 vòng này anh em thấy không, đây này số seri nè, dao Hune này, dao chính hãng luôn ha, dao này mát nó 9.000 vòng này anh em, này ký hiệu của hút này anh em ha. Đấy, đây giờ đợi còn hai đây cho anh em, đây tay lái trái này anh em, lái trái ha, tay lái phải anh em ha, lái phải bắt cho tay ghe này, công tắc tắt này, bật này, khóa ghe này anh em ha. Rồi đây là cái máng cỏ anh em ha, đây là cái phụ kiện
về anh em ốc vít ha, sự kiện ha, cái bảo vệ để anh em mình đi xe thì dù có dùng dao thì cái này là bảo vệ ha, cái này anh em ha, chưa đỡ phải xây xước anh em. Rồi, cuối cùng là cái dây đeo hai quai xịn hút bên này anh em ha. Đấy. Thì hôm nay thì kết luận lại là Quang Thái cũng giới thiệu cho anh em biết đó là hàng hút nè nó mới về thì cũng ít số lượng ít với anh em, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ngay ha, số điện thoại trên màn hình anh em ha. Chứ nó giờ Quang Thái chỉ còn có 3 cây thôi anh em thì cũng hết liền thôi anh em, nè chính hãng 100%. Rồi, Quang Thái xin dừng clip tại đây, tại vì anh em hẹn gặp lại anh em, bye bye anh em.